Chào tất cả các con, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời hỏi chấm 1 sách giáo khoa trang 15 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta là điền vào chỗ trống. Ở đây có một bảng gồm có 5 cột. Cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ năm. Ở cột thứ nhất thì cho chúng ta dưới dạng tổng quát. Thứ nhất là A này, B này và A cộng B, A nhân B. Ở cột thứ hai thì tương ứng với từng trường cột thứ hai, cột thứ ba, cột thứ tư và cột thứ năm tương ứng với từng trường hợp A và B nhận các giá trị khác nhau. Bây giờ cô và các con sẽ cùng đi giải quyết hỏi chấm 1 này. Thì ở đây cô đã vẽ lại cái bảng ở trong sách giáo khoa ra bài làm của mình. Với cột đầu tiên, ở đây trong trường hợp A bằng 12 và B bằng 5, đề bài yêu cầu chúng ta là điền vào chỗ trống để tìm kết quả của A cộng với cả B và A nhân với B. Vậy thì ở đây là tờ nháp của cô. Với cột thứ nhất A cộng B, trong đó A bằng 12 và B thì bằng 5. Vậy thì trong trường hợp này A cộng B sẽ chính bằng là 12 cộng với 5. 12 cộng với 5 và cho chúng ta kết quả là 17, đúng không ạ? Vậy thì trong cái ô trống mà có kết quả là A cộng B, chúng ta sẽ điền là 17. Tương tự, A nhân B nghĩa là đi tìm tích của A và B, đúng không ạ? A nhân B lúc này sẽ là 12 nhân với 5 và cho ta kết quả là 60, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ điền cho cô kết quả vào đây là 60. Tương tự, ở cột thứ 2, cột thứ 3 và cột thứ 4 chúng ta cũng làm như vậy. Với cột thứ 2, ở đây A có giá trị là 21, B có giá trị là 0. Vậy thì A cộng B sẽ được kết quả tổng là 21, đúng không ạ? Bởi vì là 21 cộng 0 thì bằng 21. Vậy tương tự A nhân B thì chính là 21 nhân với 0. Thì mọi số tự nhiên nhân với 0 thì đều có kết quả là bằng 0, đúng không ạ? Vậy thì chỗ này chúng ta điền số 0. Vậy là 21 này nhân với 0 thì bằng 0. Tương tự ở cột thứ 3, A lúc này có giá trị là 1, B có giá trị là 48. Vậy thì A cộng B sẽ chính là 1 cộng với 48 và cho chúng ta kết quả là 49. A nhân với B thì chính là 1 nhân với 48 và cho chúng ta kết quả là 48, đúng không ạ? Ở cột cuối cùng, khác so với những cột khác. Ở cột cuối cùng thì ở đây đề bài cho chúng ta giá trị của B là 15 và yêu cầu chúng và giá trị A nhân B là bằng 0 và yêu cầu chúng ta điền vào chỗ trống giá trị của A bằng bao nhiêu. Vậy thì các bạn để ý giúp cô, ở đây B là 15. B là 15. Và A nhân B ở đây thì bằng 0. Vậy thì muốn tìm A nghĩa là muốn tìm thừa số chưa biết. Ta sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết, đúng không ạ? Vậy thì ở đây A sẽ được tính là 0 chia B, đúng không ạ? Đây, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Mà A thì sẽ suy ra A sẽ bằng 0 chia cho B. Mà B ở đây đóng vai trò là bằng 15, đúng không ạ? Vậy thì chỗ này sẽ bằng là 0 chia cho 15. Và chúng ta được kết quả là 0, đúng không ạ? 0 chia cho số tự nhiên, 0 chia cho 15 thì bằng 0, đúng không ạ? Vậy thì ở đây A sẽ bằng 0. Đấy, hoặc các bạn cũng có thể đặt ngược lại một câu hỏi rằng với A nhân B bằng 0, trong đó B bằng 15, nghĩa là A nhân với 15 bằng 0. Vậy thì số tự nhiên nào nhân với 15 thì được 0? Thì chính là 0, đúng không ạ? Đấy cũng là một cách đặt câu hỏi để các bạn tìm ra được giá trị của A. Tương tự với A cộng B sẽ bằng bao nhiêu? Lúc này chúng ta có giá trị của A rồi, có giá trị của B rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tính được kết quả của A cộng B sẽ bằng là 0 cộng 15 và cho chúng ta kết quả là 15, đúng không ạ? Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn trả lời xong hỏi chấm 1 sách giáo khoa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn cho các video giải bài tập sau.